Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xin Sứ Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2019, thì sau video clip mà buổi sáng hôm nay thì bọn em đã có nhận cọc chiếc Mercedes C200 2003 rồi. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì hai mẫu xe mới về. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy bên tay phải của quý vị các bạn là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2003 với chiếc xe G xịn, không taxi, dịch vụ gì. Ở đây là một chiếc xe đi gia đình và giữ 2003 đến nay, keo chỉ vẫn không mất một phần nào và zin gần như 100%. Và bạn sẽ bán mức giá là 170 triệu đồng nha quý vị và các bạn. Và bên tay trái của quý vị và các bạn đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2010 với chiếc xe Việt Nam. Người ta thường gọi đây là một chiếc xe form mắt đèn, mắt nợ. Đấy, form mặt nợ. Thì đối với cái dòng Kia Morning 2010 với phiên bản phim xe Việt Nam này, nó sẽ nhỏ hơn đời 2014. Với cái form xe của Kia Morning có lẽ rằng nó vẫn được ưa chuộng đối với chị em phụ nữ vì nó rất là nhỏ gọn. Và kể cả anh em thanh niên mà chúng ta mới có bằng xong hay là chúng ta chạy thuần rồi cần một mẫu xe đi tiết kiệm nhiên liệu và chúng ta thích cái độ bền và cái chi phí sửa chữa của dòng xe này thấp, thì chúng ta hãy lựa chọn cái dòng xe này với mức giá mà hiện tại chính em đang bán, mức giá là 138 triệu đồng mà thôi. Một mẫu xe tư nhân, mang tên tư nhân biển Hà Nội. Thì đối với cái dòng Kia Morning này thì một ngày nó sẽ một đẹp nơn. Vì lý do là cái dòng xe này giá thì nó rất là phổ thông, như quý vị cũng có thể hình dung ra được là 138 triệu đồng là một mẫu xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì cực kỳ ít. Và cái dòng Kia Morning này máy cực bền và rất khỏe nhá. Nó có thể che mưa che nắng và nó có thể đi lại rất là an toàn, tránh bụi bặm và điều hòa mát, âm thanh đầy đủ, có cả màn hình VCD đối với dòng Kia Morning này luôn. Có bản chất của con Vios này thì nó tuy là đời 2003 nhưng thương hiệu của Toyota, một mẫu xe nồi đồng cối đá đã được rất là nhiều anh em ưa chuộng cái dòng xe này để đi trong gia đình, đi công vụ vì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó vẫn rất tốt. Với cái thứ hai đó chính là đồ đạc của nó hiện tại nó rất rẻ, phụ tùng thay thế sửa chữa dễ. Và đối với cái dòng sedan này này, cái dòng sedan hai đầu và bỏ ra số tiền tầm khoảng 170 triệu đồng là có thể sở hữu được cái mẫu xe Vios mà bọn em đang về trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì tí nữa em sẽ cho quý vị các bạn xem qua cái con nội thất của con xe này, thì chúng ta hãy tập trung chiếc Kia Morning một chút. Một mẫu xe giá chỉ 138 triệu, camera hành trình đầy đủ, màn hình VCD đầy đủ rồi. Ở xe về chúng ta chỉ sẵn sử dụng đổ xăng và chạy thôi, không phải làm lại bất cứ một hạng mục gì dù là nhỏ nhất trên chiếc xe. Tất cả những hệ thống đèn đóm còn hoạt động hết, không thiếu một cái gì, kể cả về hệ thống đèn sương mù màu vàng đây. Đấy, sơn xe màu bạc đẹp về tổng thành quý vị các bạn, về không cần phải sơn tỉa. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại sẽ có vài vết bọn em mà phải sơn, ví dụ như vết này là đi qua xi măng nó bắn lên. Đấy, là bọn em sẽ phải mài và rộp chỗ đấy ra, bọn em sẽ bắn tỉa lại thôi. Còn đâu ngoài ra tổng thành với tất cả những phần sơn khác thì bọn em sẽ không phải làm lại gì nữa, vì chủ xe cũng giữ được cái màu như thế này rồi thì không phải làm gì cho nó tốn công. Và đây là chiếc xe màu bạc xịn nhá. Đây là chúng ta nhìn thấy mắt đèn nó này. Ở đây là chiếc xe màu bạc xịn, cho nên là mọi người không cần phải hỏi tới cái vấn đề là xe đã sơn lại quay hay chưa. Đây chúng ta hãy nhìn thấy này, nó là sơn xịn của xe, là màu bạc gốc của nó luôn. Đấy, thì đối với dòng Kia Morning này thì về phần cốp của nó cũng hơi nhỏ một chút, nhưng nó cũng có thể để cho chúng ta rất là nhiều những cái hành lý cần thiết. Đấy, ở dưới đây chúng ta có một quả la răng đúc dự phòng và cái mở lốp và kích lốp, thế thôi. Còn đâu là dòng xe này cũng không có nhiều những cái chức năng để chúng ta có thể trải nghiệm và giới thiệu qua cho mọi người biết. Thì cơ bản chúng ta có thể thấy được một mẫu xe 5 chỗ ngồi, chúng ta có thể ngồi được 5 người ngồi này. Rộng rãi với nội thất tương đối là sạch sẽ. Về nhà chỉ cần cái này thì bọn em sẽ rửa dọn lại, sẽ xì bò tuyết rồi đánh một phát là nó sẽ sạch thôi. Nhưng cái vết lâu ngày như thế này thì đánh một phát nó sẽ màu đen nhánh hết. Và nhựa của nó đây này, chúng ta nhìn nhựa nó rất đen. Đấy, tem mác vẫn còn đầy đủ. Mặc dù nó sẽ có vài điểm vết xước soát như thế này, nhưng những cái này nó không ảnh hưởng gì, vì đây một con xe cũng đã từng chạy qua sử dụng, thì những vết xước này nó không thể nào mà tránh khỏi được. Và bản chất gốc của con này là không có khoan đục nha quý vị các bạn nhá. Ở chỗ mặt này không, hoàn toàn không có mắt thần. Ở đây cũng không mắt thần. Có thể như trước kia con này nó cũng có chạy qua dịch vụ rồi, nhưng mà dịch vụ rồi thì mình có giá như ngày hôm nay. Nhưng chủ xe cũng đã như lúc chiều nay em đi mua là chủ xe nó không nhầm mà đập vào con này tầm khoảng 20 triệu.
tất cả những hệ thống gầm bảo dưỡng hết từ cái lúc mới mua cách đây tầm khoảng 3 năm về trước. Đấy, không phải là chủ xe nói như vậy đâu, mà bản chất là khi mà quý vị các bạn chạy ngồi lên cái xe này thì chúng ta sẽ cảm thấy được là máy nó rất êm và gầm nó chắc, nó sẽ không bị sổng sạch gì cả. Đúng. Cho đến hiện tại thì em chạy con xe này nó rất là chắc chắn. Đấy, nội thất thì rộng rãi, chúng ta có thấy không? Bỏ ra 138 triệu thôi là chúng ta có con Kia Morning để chúng ta chạy rồi. Đấy, 2010 luôn. Đấy, biển Hà Nội luôn, về không cần phải sang tên làm gì cả. Thích công chứng chạy thôi. Và chạy một thời gian rồi, chúng ta có bán đi cái dòng xe này cũng không nỗ đáng là bao nữa. Vì tính thời điểm hiện tại đây là một dòng xe nó gần như đến giá, nó gần như là cuối cùng sát sạt của nó rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy tamni của nó này. Đấy. Và con này máy thì thu thít. Tại sao nó lại gọi là máy nổ thu thít? Nó kêu nó rất là nhỏ. Máy Kia Morning kêu rất nhỏ. Đấy. Chúng ta đề phát là tất cả những hệ thống đề báo đều lên hết này, máy rất khỏe. Âm thanh đầy đủ màn hình nhá, chạy bằng USB, 4 tổng năng hạ kính. Vẫn hoạt động tốt. Đấy, còn âm thanh nó này. Đây, cho quý vị các bạn nghe qua cái tiếng máy của nó nhé. Đây, máy của nó chúng ta nhìn thấy này, máy rất khô. Đấy, tất cả những hệ thống đầu xe đây. Đấy, máy cực kỳ khô nhá, chúng ta nghe tiếng này. Đảm bảo với quý vị các bạn không có hơi thừa luôn. Đấy, chúng ta nhìn này này. Hơi nó cực kỳ nhẹ luôn, mà đặt này nên nó không bay mất, là quý vị các bạn có thể nhìn thấy được cái hơi của nó rất tốt. Cho nên là chạy nó sẽ có độ hút, chạy xe nó bốc. Kia Morning chạy rất bốc nha quý vị ạ nhá. Và tuy nhìn nó hơi nhỏ một chút thôi, nhìn nó hơi nhỏ một chút thôi nhưng mà nó rất bốc, chạy rất bốc. Và một lần nữa thì em xin nhắc lại thông tin của xe là chiếc Kia Morning sản xuất năm 2010 sẽ bán mức giá 138 triệu đồng cho quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này. Hãy liên hệ em qua số điện thoại 0966668121. Và mẫu xe bên tay phải của quý vị và các bạn là mẫu xe Toyota Vios mà vừa nãy em đã nói là sản xuất năm 2003 với chiếc xe màu xanh đá. Gà xịn, xe không taxi. Đấy, chúng ta nhìn thế này. Đồ đạc của nó này. Xe không taxi nhá quý vị ạ nhá. 170 triệu đồng mà thôi. Keo chỉ không mất một phần nào nhá. Zin nguyên bản hết này. Đấy, những cái lòng trong là sơn zin nguyên bản hết. Nội thất thì nói chung là nó sẽ có bọc lại rồi, thì tất nhiên là dòng Vios này nó không có cái nội thất xịn, cho nên là việc bọc lại hay không thì chúng ta chỉ cần đầu tư ra bọc lại nội thất là chúng ta là đẹp. Còn đây là hai quả loa sau nguyên bản của G. À, chúng ta thấy phanh đĩa bốn bánh, phanh đĩa này. Đấy. Táp ni rất đẹp luôn và không bị chúng ta nhìn thấy đường vân của nó này. Đấy. Ốc bản lề chưa ra này. Ra thấy không? Đây. Đối với những con xe G chất thế này em không cần phải quay nhưng mà không cần phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn. Chỉ cần cho mọi người xem được tất cả những cái con ốc của nó là chúng ta hiểu về xe, chúng ta sẽ hiểu thôi mà. Đây. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, những cái hốc bản lề bên trong gần như nó không có mục mọt gì cả. Những cái phần này sơn tây nguyên bản của nó hết. Không có lục, không có bị va quệt gì cả nhá. Đây này, keo chỉ xô cua vẫn còn nguyên. Đấy. Hắn còn bọc này vào để giữ cái nội thất nó được cái màu. Giữ được màu tốt, bóc ra chỗ này sẽ chống xước. Đây, chúng ta nhìn những cái bản lề như thế này luôn này. Là chúng ta đã biết được cái độ chất của xe nó như thế nào rồi. Chạy cái dòng này thì cũng khá bốc, và đặc biệt nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và nó sẽ rộng rãi,
ngồi 5 người ngồi chúng ta ngồi vẫn cảm thấy là thoải mái. Nó lành xe nữa. Đấy, vô lăng nó đây. Củ số nó đây. Phanh tay này. Đấy, và tất cả những đồ nhựa nó, quý vị và bạn nhìn thấy được là nó rất là tươi với mức giá 170 triệu đồng. Đó. Em vừa đề lên cho quý vị và các bạn xem. Và hiện tại là hai chiếc xe đang được nổ máy. Còn đây là máy của con Vios mà quý vị và bạn đang xem này. Đấy, quý vị và bạn thấy có đẹp không? Tôn nguyên bản luôn này, không có mục mọt gì luôn. Hệ thống đầu xe hắn còn dán băng dính vào để cho đỡ bong cái tem này. Đấy. Dạng bệ nguyên bản của xe luôn. Máy nổ êm thút thít lắm nhá. Đây em sẽ ga lên cho quý vị nghe này, máy không có cọc cạch gì cả. Máy nó nổ kêu rất là giòn. Và con xe không có lỗi gì nhá quý vị và các bạn nhá. Đó, và một nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã kích vào video và đã ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và quý vị và các bạn đang có nhu cầu chốt một trong hai những chiếc xe này thì hãy liên hệ em qua số điện thoại 0966 668 121. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin trọng cảm ơn.